Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay dùng biển phía đông bắc đảo Luzon Philippines, cơn bão Kang đang hoạt động. Hồi 1 giờ 0, ngày 19 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ dĩ bắc, 122,6 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 50 km. Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 1 giờ 0, ngày 20 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 17,9 độ Dĩ Bắc, 120,8 độ Kinh Đông, trên bắc đảo Lưu Dông. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12 trong 24 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới. Ngoài ra ngày 19 tháng 11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió mùa Đông Bắc, ở dịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh để chủ động ứng phó với bão và gió mùa đông bắc văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành triển khai một số nội dung sau thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm, giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Dùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trên biển Đông trong 24 giờ tới được xác định là phía Đông Kinh tuyến 119 độ Kinh Đông, phía Bắc dĩ tuyến 17,5 độ dĩ Bắc và được điều chỉnh theo các bản tin dự báo. đồng thời ra soát sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho người tài sản và các hoạt động khai thác trên biển sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra